Trời ơi, hơi lạnh nè. Đó, rồi là đi gặp ông Phúc đi mua hồi sáng đi lang thang ngoài đường. Ông Phúc nói là gì, thèm vịt quay hả? Xong bây giờ là đi xuống đây mua vịt quay với Thủy. Ông Thiện hứa đâu mua cho đồ ăn cho ông Thiện. Hằng hả kìa, thấy chưa, tội nghiệp chưa, cho ly chè để chè xuống đi. Lấy chè nào cũng được, mở ra ăn chè nè, ăn chè nè chú ơi. Chạy đâu ạ? À? Lượm gì vậy? Ủa sao có thuốc lượm, có đây thuốc nào đâu lượm. Trời ơi chết rồi, tội nghiệp vậy. Thằng không có đem thuốc ở đây nữa. Ok, đây thằng cho tiền mua thuốc nè. Trời ơi, thấy là nhớ thằng đó, thấy chưa, gặp một lần là cũng nhớ thằng hả, tội nghiệp đúng không? Kêu chị Thủy hả? Ờ, kêu chị Thủy. Thủy đang chửi ai ở chú chạy nói với Thủy chi vậy? Hả? Chút. Gói thuốc nhiêu đủ không? Nè cho thêm mấy đồng nữa nè. Hả? Được rồi, trời ơi cho có 3 4 đồng mới được rồi, cho luôn đó. Rồi, mua thuốc uống nè. Ơ mua thuốc hút nè. Không mua bảy cái hút kia nha. Đâu, mua thuốc hút cho mua tấm bảy kia. Rồi bà này nữa. Trời ơi, coi kìa. Cho bà ly chè. Em lấy xéo một bên đó, em lấy hai bên cầm thôi, bưng chữ chỗ nha. Ba chị lấy chè đi, không biết bà uống, ba cho bà chè đi, cái đó rau má được vừa hả? Cho bà chè bánh lọt đi. Chị Thủy sao rồi? Bình thường hả? Bữa nay có chửi nữa không? Hả? Có chửi nữa không? Mấy chị ơi chửi nè, quậy lên ăn. Ủa? Cái ống hút nhỏ là ống hút đó là uống nước rau má. Còn ống hút bự mới là ống hút ăn chè. Thôi này được rồi, không sao đâu. Có cái muỗng muốn không? Được rồi. Lấy đưa cho chị cái muỗng thì. Được rồi. Không, được rồi. Nè ha, chị Hằng chỉ nè, mới mốt á, mình thấy chè đó là mình lấy ống hút bự ha. Rồi cái ống hút nhỏ là người ta hút bằng nước. Lạnh dữ vậy? Đồ quần áo em đưa chị đâu sao lạnh dữ vậy? Thì đang mặc nè. Đang mặc có áo ấm còn không vậy? À, còn áo ấm không? Dạ, bữa nào cho áo ấm chứ mấy cái mền được không? Bây giờ cần mấy cái mền hả? Ở ngoài xe có mền không ta? Ok, chút nữa đi theo Hằng ra xe có gì lấy đó. Lạnh chết nè. Ha. Ăn chè hả? Rồi muốn chờ ăn gì nữa? Chờ ăn gì nữa? Chờ ăn khói. Chút đi trời ơi. Nè cho mấy đồng mua cái thuốc, tại bữa nay xe Hằng không có thuốc. Chờ ăn khói nữa. Ok, cái ống cỡ đó đó. Ừ, lạnh đó. Cho bả nhiều lắm chứ, bà không chạy cả xe ở đây rồi. Mà nhiều khi bận rồi dơ quăng à. Mền cũng vậy, bà không mới đưa mền đó. Miu. Đó, anh Thắng than sợ 4 giờ. Bữa nay chạy về rước con đó hả? Rước con ở đâu, ở trường học hả? Ờ, đi học thêm. Đó, rước con xong rồi. Là bắt đầu đi với thằng luôn. Đi với thằng xuống suối. Hồi sáng giờ đó là Hằng với Thủy đi hết một buổi sáng rồi. Đi hết buổi sáng rồi, đi công chuyện làm giấy tờ cho mấy chú kia. Rồi xong rồi cái hẹn gặp anh kia. Xong rồi buổi chiều á, Phúc Cô Tây nói là muốn ăn heo quay, hẹn 4 giờ nữa nè, con dịch quay chứ. Giờ không biết Phúc Cô Tây ở đâu nha. Coi có nhà không, hẹn mình 4 giờ nghe Thủy. Mới giờ 5 giờ đừng nói bỏ đi à. Nếu mà có nhà mới hay à. Phúc ơi, nếu mà có nhà là ổng nhớ, còn ổng không có nhà là ổng quên rồi. Có không quên rồi, nhãn với mình quên. Nhưng mà nhà hôm nay đó là sạch quá vậy. Ê, nhà hôm nay sạch lắm nha. Có cả áo ngực. Áo ngực của đàn bà cũng đi lượm về đó kìa. Coi kìa, hôm nay á ổng dọn cũng gọn quá chứ. Ổng dọn cũng gọn mà tại vì đóng quần áo lượm về là để riêng bên đây nè nha. Coi coi sáng giờ ổng về nhà cho Thủy ha. Tại vì biết sao không? Hồi sáng mình có đưa cho ổng bọc đồ ăn ha. Mình để nó cho ổng thì sao chị? Hả, không, đừng để. Tại nó hồi sáng đó. Coi bọc đồ ăn có ở nhà không? Nếu có nhà là ổng có về, còn không có là không có về. Đó, nhà biết cũng dọn gọn lắm á. Đi lượm mấy hộp bánh mứt về ăn nè, tội chưa? Đó. Vậy là sáng giờ chưa về đó Thủy ơi. Chị Hằng em mở cái này lên cho nó khoáng nè.
Thôi đừng mở, tại nhà ông mở người ta vô người ta lục á, kệ ông đi. Ừ, nhớ hồi sáng không có cái bát phát mà kem ở trong á, nhớ không? Mới chưa về, không thấy là chưa về đó, không thấy là chưa về nè, chưa về. Vậy mà hẹn với mình 4 giờ đó ha, coi trong thùng có gì trọng. Ê, cái thùng cũng là chứa đồ ăn trọng mà thú quắc trọng à, không biết có cá có thịt gì á. Rồi nói tóm lại là chưa về, tại sáng đưa nguyên bọc đồ ăn bự luôn, với lại có đồ của ổng nữa, nhưng mà bây giờ không có nhà là chưa về. Rồi đi. Vậy hả? Nếu mà đốt nướng bánh khói lên rồi, rồi vậy đồ không lẽ hồi sáng ổng giục mất hết rồi. Khói thấy không? Thấy khói lên rồi. Đồ ăn đưa cho ổng cá bọc mà ổng giục thì thôi luôn á. Ừ. Đó. Đồ ăn gì đây? Hả? Pizza cái gì đó. Cái này pizza. Còn hồi sáng nhớ mình đưa đồ ăn cho ổng không? Dạ. Chưa thấy đây. Chưa thấy đây thì coi như là ổng đi chưa về hoặc là ổng giục mất hết rồi. Có đồ rác không? Em giấu như kìa. Không có đâu. Bọc. Ổng không có giấu đâu, không phải. Không có. Đây. Hứa là mua vịt quay cho ổng ăn. Hứa mua vịt quay. Còn hứa 4 giờ nữa hay là ông chờ mình 4 giờ rồi ông đi rồi. Hả? Cũng đi. Hồi sáng mà ông làm cho thị cười đó, cười chết luôn. Nói người ta thất tình bị chồng bỏ đó. Ông nói đẹp gái gì bị chồng bỏ gì. Ông nói đẹp gái gì mà bị chồng bỏ. Đó, giờ coi như là dịch quay có đại ca Phúc thì mình cầm đi chút mình quay ra, nhiều khi ông còn ở đây. Nhiều khi ông quay về. Hồi mình ra là ổng quay về á. Còn nếu ổng quay về vòng vòng ở đường center là ổng đứng đó tiếp. Vịt quay với bánh mì. Trời ơi, trời buổi chiều ở dưới đây đẹp quá hả. Bởi vì mấy ông này không muốn lên là phải. Rồi mình đi tắt ngang đây, ghé ra mình cho chú Sưng đi. Muốn đi tắt ngang ông Thiện á. Mà ghé đây cho chú Sưng, nhóm này 3 người. Chơi tụi tôi hoài. Mà mấy ông không có rủ hút đâu. Ông Thắng xuống xuống hoài mà. Nếu mà mình buồn á, mình đòi hút thì quả mai có thằng xấu rồi nó mới đưa cho mình hút thôi. Chứ thật sự nếu mà cái đầu mình không đòi thì mấy ông cũng không có đưa đâu. Ủa bây giờ mấy thằng này nó mất hết rồi. Hôm nay dọn sạch sẽ. Ủa ông Sam kìa, lấy cho ông Sam một ly đi. Hello. Hello Sam. Sam bị điếc á. Chứ ổng bị điếc, ổng không nghe. Lấy lại đưa cho ổng được rồi. Lấy ly chè đưa cho ổng thôi. Ổng bị điếc đó, ổng bệnh lúc này ổng nặng lắm luôn á ông Sam á. Rau má, má cho ổng uống đi. Nghe, Sam, I have dessert. You want dessert? Oh, yeah. Hi Sam. Lấy ổng bự kia. Ờ, ổng ổng. Yeah. Cái chân ổng bị vậy đó. Ok, you're welcome. Ông kia đặt con em mà nằm bị sướng ông. Oh, where is the sướng? Where? Oh, ok. Ok. Ok, bye bye Sam. Ok, bye. Rồi, ông Cường cũng đi đâu mất tiêu rồi. Ông Cường cũng đi đâu mất tiêu luôn. Trời đất ơi, bà ấy kìa. Bà gì đó, bà gì quên tiêu rồi. Bà Kim đó. À, bà Kim muốn biết. Cường à. Cường ơi. Ông Cường đi đâu rồi? Coi có trong cái đống lá không? Trong cái đống miếng gì đó. Không ai ông đó đi. Không ai ông đây hả? Bà tỉnh rồi đó. Cường ơi. Chị không cần giúp chứ người ta cần giúp á.
bà đang phê đó. Bà đang phê rồi đó. Không, bà lúc này bà khùng dữ, lúc trước không có khùng dữ vậy. Bà Kim đó đó, lúc này bà khùng quá rồi. Bà thấy cái bà né. Vậy là ông Cường đi đâu rồi? Bà lúc này bà khùng đó, chứ hồi chừng 7-8 tháng trước bà còn tỉnh lắm. Dạ. Ừ, bây giờ lúc này bà khùng nhiều rồi. Bà vì sao bị chồng bỏ hả chị? Đâu có đâu, dân chơi á em, không phải ai cũng bị chồng bỏ đi hút, không phải. Ừ. Khi đó hồi đó người ta dân chơi đó, rồi cái người ta bị vậy luôn, rồi biết hư luôn. Xa đỏ. Xa đỏ luôn. Xa chơi xong xa đỏ. Có một phòng đó đó. À. Ai vậy? Ủa bữa nay sao rồi? Ok không? Ok hả? Ok làm sao? Ok đang sửa cái chị đang sửa gì? À sửa chảy máu. Làm gì chảy máu? Ai vậy? Lấy cái kèm. Ai trong nhà không vậy? Bà nào trong nhà không vậy? Không. Hả? Không. Nghe cái giọng phụ nữ rõ ràng. Bên kia hả? Ồ bà Kim, hồi nãy bà có qua không? Không? Có ghé đây không? Bà có qua bên đây bà uống bia nè. Vậy hả? Anh Thiền khỏe không? Khỏe. Kìa mua đồ ăn cho kìa. Mua vịt quay với lại bánh mì, chè nữa. Sáng giờ anh Thiền làm gì? Ngủ. Hồi hôm thức tới sáng rồi sáng ngủ hả? Yeah. Phải không? Vậy ban đêm tới ngủ đi, món mới gì ban đêm thức sáng ngủ. Tôi ngủ với. Ừ. Mặc bộ đồ từ bữa giờ chưa thay phải không? Ở dưới đây là vậy rồi. Tắm chưa mấy ngày nay có tắm. Bà uống rượu vô sao bà chửi dữ vậy bà Kim á? Bà uống bia vô bà chửi quá rồi kìa. Hả? Bà chửi ai vậy? Không á. Cho má nước dừa đi. Yeah. Cho nó mát cho nó giải giải nhiệt bớt đi. Nè, hết cái ống kia rồi uống cái này thì được rồi ha. À. Nè anh Thiện nè. Cà rá. Sáng giờ anh Thiện ăn gì chưa? Ăn mì. Ăn mì hả? Ăn mì đâu ăn? Trời tay xịn nè coi nè. Đó, nó mấy bữa mới sạch đi, bây giờ dơ cỡ này rồi. Cảm ơn. Đúng không? Quá trời cái tay dơ luôn. Rồi hồi ăn rồi rửa tay sao ăn? Nước đâu rửa? Không có đi lấy nước hả? Mấy ngày nay có lấy nước trong thùng không? Hết nước. Có khói chẳng không? Có khói chẳng không? Hỏi gì là biết rồi đó. Biết làm gì chẳng có khói không? Hả? Có miếng nệm chưa? Ờ, có miếng nệm. Kìa đưa bọc heo quay, vịt quay với bánh mì á, heo quay á, mỗi người bọc. Gọi chứ nó thôi lạnh quá. Đưa nguyên bọc đi. Đi ra ngoài sao nó lạnh quá. Nè. Cô Thủy á, cô Thủy mua cho ăn đó, mua cho mấy nè, mua cho ông Phúc nữa. Bây giờ ông Phúc hẹn 4 giờ ra, ông Phúc đi mất tiêu rồi. Anh Thiện ăn đi. Dạ. Ăn đi, anh đi cho em, tụi em thấy anh ngồi ăn tụi em cũng vui nữa. Không, cái tay ông dơ kìa, kêu đi, ông rửa tay trước. Đi rửa tay trước đi. Ê, sao cái cháu nội có gì trong? Ờ, nó tay nó dơ. Để này đâu cho anh Thiện ăn nè. Để đây đi Thủy. Để dưới đây đi. Để dưới đây hả? Ừ, để vậy đi. Mình muốn ăn chè cho ông vui. Ờ, ăn chè đi, anh Thắng ăn chè đi. Thủy ăn chè không, ăn chè đi. Dạ, ăn bánh Thiện cho vui nè. Ờ, Thủy ăn bánh với ổng đi. Nè, rửa tay nè. Lấy hand sanitizer rồi rửa tay nè. Ồ, vịt quay ngon đó. Nè. Rửa tay. Dạ. Rửa tay, xè tay ra. Chị ăn luôn. Thì chị bóc một miếng thôi. Dạ. Trời ơi, nước chân em ra cũng đen thui rồi nè. Đây kìa, ổng có canh nước đâu, còn một chút nữa mới đủ. Đủ mình giấy hả? Anh Thiện cho em miếng rửa tay quá. Lấy này nó nói gì vậy? Nước rửa chén hả? Lấy này lâu lâu nước áo không được. Được, lau áo trong. Áo trong nó sạch, áo ngoài nó không sạch. Dẫn chơi anh thôi. Trên kia. Em rửa đi. Sao bông đêm em bỏ cho. Đưa đây. Ừ, rửa sạch đi. Anh đâu có cái gì lâu đâu. Không có gì đâu hết. Dạ. Cái đó hồi giờ. Dạ. Hồi nãy mình không có giấy. Không
này hoàng tử lọ lem. Biết hoàng tử lọ lem là gì không? Không hả? Là hoàng tử nè, dơ giấy lọ lem đó. Chị dơ cà phê. Ừ, cà phê nguyên hũ vậy? Nguyên hũ vậy? Ai vậy? Ai cho nguyên hũ đó vậy? Chris. Ờ. Cái bàn tay bữa kia người ta mới làm nail cho sạch bông bây giờ ghê dữ vậy nè trời. Bàn tay mới mấy bữa sạch đó. Còn sạch chứ. Không có nước chị nữa. Chị nào xuống nhà em sao không đi lấy nước chứ? Phải đi lấy nước á. Đi lấy nước thêm, đi lên chia đẩy vô cái thùng bự nè. Đổ cho. Nước này anh xuống lấy dưới suối hả anh kìa? Nước này lấy trên bờ. Nước đó, nước trên bờ hả? Rửa hết rồi tối rồi lấy gì uống? Nhịn. Ngồi đi Thủy. Ngồi đi Thủy, người ta cũng lịch sự lắm á chưa. Anh ngồi đi, anh ngồi lên đi, em đứng được rồi. Em hồi sáng giờ ngồi dưới xe đi rồi. Kiếm cái ghế bắt lại. Thủy ăn không? Ăn miếng đi Thủy. Dạ, em ăn chung với anh Thịnh nè anh. Thắng thì ăn chè. Thắng ăn chè bánh lọt. Chè bánh lọt, bà ba. Ừ. Ăn đi, vịt quay ngon á. Thủy ăn thì nhìn nó đó bị lem lẹp vậy đó. Thủy bóc miếng ăn, Thủy bước qua kia kìa Thủy. Kìa bóc vịt quay ăn, bước qua đó đó. Anh em mình ăn. Thủy qua đó đi. Okay. Thôi, anh, anh Thắng không ngồi đó không ăn chè Thủy. Ngồi đó đi, chị mà đó, ăn đi. Nha, yeah, mấy anh em không mà nãy thì tính mua là đi cho anh Phúc ăn nữa. Anh Phúc, anh cho anh Phúc ăn nữa nhưng mà anh Phúc đi mất tiêu rồi. Hẹn với anh Phúc với anh Phúc hẹn với Hằng với Thủy. Xong anh Phúc đi mất tiêu rồi. Ngon. Anh vịt quay ngon không? Ngồi dài lắc tay chân đó ngồi đó. Kìa, ngồi đi anh Thắng nhắc ghế cho ngồi đó ngồi đi. Chứ Hằng ngồi cái uống thuốc còn nhưng mà em muốn về cũng được. Vịt quay ngon, bánh mì. Mà sáng giờ ăn gì? Bánh mì với spam. Trời ơi lạnh kìa, lạnh sổ mũi luôn á. Phải không? Lạnh sổ mũi luôn kìa. Thì anh thoải mái đi chị này. Mắc cỡ không? Ừ. Mắc cỡ không? Không. Thiệt không? Chứ không phải hai ba người phụ nữ. Gần quen rồi. Ừ, quen rồi mắc cỡ gì đâu phải không? Anh em không à, không có gì mắc cỡ hết trơn á. Thì bóc miếng ăn đi Thị. Ở trong đây không có cho giấy, nãy nó không cho mình giấy hết trời. Ờ, nó không cho giấy nha. Ừ, nó cho miếng giấy nè. Ừ. Mặt anh Thiện mấy ngày này cũng sạch sẽ đâu có gì đâu. Cái mặt sạch sẽ, nhưng mà cái tay thì dơ. Mà cái, trời ơi, chảy máu dữ không Thiện? Ừ. Không có, đây đi tôi coi, coi có mấy cái bandy trong đây không ta? Có, mình có chồng. Vậy hả? Em có giấy nè. Ăn chưa? Ờ, ăn đi, ăn tự nhiên đi. Cái gì thằng bóc miếng thằng ăn. Lấy này bọc được không? Lấy miếng này em bọc vô. Thôi giấy đó là sao bọc? Không phải ăn vô bánh mì thôi chị. Ờ, đây nè, giấy này nè. Còn không có giấy mới chết. Đổ đi. Trời ơi, trong vỏ đây khi không có giấy nha. Mai mốt biết rồi phải bỏ. Bỏ theo một bọc giấy mới được. Vậy là bữa hổm hứa vậy là chờ Hằng kiếm phòng có rồi là ready là đi lên đúng không? Hằng phải kiếm chỗ. Ừ. Ừ. Hứa là không có nuốt lời đó đúng không? Gật đầu rồi đó thầy. Ừ. Hứa mà không có nuốt lời. À, hả? Yeah. Hứa mà không nuốt lời là được rồi. Anh lên anh lo sức khỏe anh trước đi. Uh-huh. Yeah. Em cũng lo sức khỏe của em. À hả? Thầy cũng phải lo sức khỏe. Em cũng yếu, anh cũng yếu. Không ai đứa nào lo cho đứa nào được hết. Để lo sức khỏe trước rồi từ tính. Uh-huh. Is that okay? Yes. Okay. You say you're okay to today, but maybe tomorrow you say something different. It's confusing. So for sure. Okay. Nói tiếng Việt được, nói nhiều tiếng Việt cho em cô bác nghe. Em nói anh Thiện hôm nay hứa chị với em này kia đó, anh Thiện sẽ lên bờ. Rồi anh Thiện sẽ mướn phòng này kia, anh phải cai nghiện. Rồi xong rồi anh Thiện muốn tương lai á, có gì để tương lai anh Thiện có hết bệnh á, em mới giúp anh Thiện được. Đúng rồi. Tại vì gia đình của em không cho em giúp anh Thiện được, anh Thiện bây giờ vừa bệnh em cũng vừa bệnh đó. Thì bây giờ không phải là không cho giúp. Không. Gia đình em vẫn cho em đi tới lui với chị Hằng để đi giúp các anh em vô gia cư.
Nhưng mà giống như là về em ở chung với anh Thiện cùng một nhà là hai người đầu óc yếu hết á. Không rồi. Thể ở chung đúng chứ không phải là không cho em giúp anh Thiện. Dạ, anh Thiện uống miếng đi anh Thiện. Ừ. Cho nên nếu mà anh Thiện ok hết bệnh, em hết bệnh thì hai người giúp với nhau không có gì. Không sao. Đúng không? Ừ. Thiện rất tốt mà. Còn bây giờ em đi với chị Hằng giúp tất cả các anh em là cho giúp chứ không phải không cho. Dạ đúng rồi. À hả? Nên hiểu, em nói nhiều khi để sợ người ta không có hiểu, hiểu lầm em á, hiểu lầm gia đình. Coi như là gia đình chỉ sợ là em vui không? Anh thì chỉ sợ là Thủy đang bị bệnh về tâm lý á, về tinh thần á. Rồi sợ anh Thiện cũng đang bị bệnh á. Rồi hai người á mà ở chung một nhà thì không ok á. Giống như một người bệnh phải một người mạnh để chăm sóc người bệnh. Đó. Hiểu thằng nói không? Hiểu. Ừ. Thủy đang bệnh á về tâm lý. Nếu như mà anh Thiện làm tốt cái vấn đề program của mình xong á, anh Thiện có thể mạnh hơn, Thiện giúp Thủy được giải tỏa được cái tâm lý, Thủy hết buồn, Thủy trở lại bình thường. Dạ anh có thể giúp em ha. Dạ. Thủy đang bệnh về tâm lý rất là nhiều luôn. Rồi tối làm gì? Rồi tối làm gì hả? Thì Thủy ngủ với Hằng. Không có đánh bầu cua hay là đâu bà. Có. Đâu có đánh bầu cua vậy đâu. Muốn đánh bầu cua không? Muốn đánh nào bữa nào tối nào xuống đây mình đốt lửa mình đánh bầu cua. Mình đánh bầu cua phải không? Rủ đông đông kéo chừng mười mấy anh cũng em xuống. Đi. Để đánh bầu cua. Đó coi như Thủy đi thương tất cả các anh em giống nhau gì. Cũng đi hẹn với anh Phúc cho anh Phúc ăn. Mua cho anh Phúc một phần gì nè. Rồi Phúc đi mất tiêu rồi. Thấy không? Còn đối với Thiện với Thủy á, thì Thủy có nói rồi vậy đó phải không Thủy? Dạ. Đó chứ không phải là không có giúp anh Thiện, giúp tất cả mọi người. Nhưng mà phải hai người phải gán hết bệnh với nhau. Đó đó, ông nội Việt chạy tới rồi kìa. Ôi ôi, chiếc xe chạy được luôn hả? Wow. Đã vậy hả? Ủa sữa sao chạy được vậy? Chạy vòng vòng ở trong suối vậy đó. Ăn đi. Cà phát cái đùi rồi kìa. Ngon ha. Ủa Thủy xong ăn. Em ăn nè. Uống thôi hả? Ăn miếng thịt đó. Kìa. Ừ, dưới đây lạnh á. Nãy giờ xe đi đậu đâu? Xe ở ngoài dưới kìa, xe ở ngoài chứ. Chứ hai xe hả? Đâu có một xe à. Như xe... Xe có Hằng thôi. Còn Thủy đậu xe ở nhà. Xe em đậu nhà chị Hằng. Ừ. Rồi cuối tuần mới đưa Thủy về dưới được. Chứ đâu để cho chạy mình. Tại bữa giờ không có ra ngoài tiệm đậu ngoài rồi chứ. Lên đó hả? Ừ. Đâu có. Đem về nhà chứ đâu có đậu đó được. Nhưng mà đậu nó cũng đâu sao, đâu có nói gì hết. Đâu có, ban đêm cũng được. Ban đêm đậu cũng được. Cái búa này làm gì vậy anh Thiện? Để chặt củi đó. Chặt củi hả? Ừ. Ở đứt đó. Được kia. Để chặt củi gì để đốt á. Không có cái mũi rồi được. Mấy bữa nay bà chị có xuống không? Không. Từ bữa đi về giờ không có xuống hả? Bắt đi làm. Ừ. Coi ông anh. Làm gì? Coi ông anh. Ờ, coi ông anh hả? Con ông anh nó bị bệnh. Cũng anh ruột luôn hả? Ừ. Nghe được cái đó đây anh này nè. Cái này giục đâu đây? Giục đại vậy đi, ngồi chuột nó tha vậy. Cho chuột nó ăn, giục đại dưới đất á. Dạ. Ừ, giục đại cái đó vậy đó. Việt Nam vậy? Ừ, ở đây giữa gần mà. Đó sao đâu. Chút chuột nó lại nó tha hết à. Tối nay no ha, có bánh mì với vịt quay nữa. Ngon ha. Ở lại không? Ở lại đâu? Ở đây. Ở đây chỗ đâu ngồi. Ngồi trong lều. Ừ. Lạnh chết. Đốt củi thôi. Mày ghé lại cái lưới mà. Ờ như chú Xuân về bỏ này kìa, la rồi kìa. Hồi nãy đi ngang không thấy ổng. Gắng cố gắng kết ha. Anh Thiện đừng chơi hút nhiều nữa cho nó quen khi lên bờ đi. Tại vì khi lên bờ anh Thiện quán không vô nhà ta ở mình hút gì người ta không chịu đó. Hút lỡ không khùng lên la làng người ta sợ sao. Nha, nhớ ha. Nếu ở dưới đây cần cho bỏ được bỏ từ từ bớt đi ha. Nhưng trong tháng này chị Hằng kiếm phòng được cho anh đi không? Đi chứ. Bây giờ kiếm có lúc nào kêu đi thì đi lúc đó đúng không? Đó, ổng gật đâu kìa. Ổng chịu mà. Ừ. Nhá. Tại vì muốn kiếm cái phòng giá bình dân chút có biết không?
chứ phòng mắc tiền, với lại tùy theo cái chỗ làm sao người ta cho mình ở nữa. Ừ. Nghe, để từ từ mình kiếm. Kiếm có hàng cho hay, xuống hàng kêu cuốn gói là phải cuốn gói ha. Ừ. Lên tắm rửa sạch sẽ bắt đầu cuốn gói đi. Mà dưới đây đừng có chơi nhiều nha. Giống như là hút hút cần, hút ít ít thôi thì không có sao. Cái cần á, cần xa á. Đừng hút cái kia. Muốn phòng gần đây hay gần xài? Chưa biết. Giờ mình kiếm ở đâu có mà giá bình dân là được rồi, thì vòng vòng San Jose này thôi. Đừng nghĩ gần đây là dễ xuống suối à. Còn gì nữa. You have to make up your mind. You know, if you want to like do it, you have to really do it. Chắc anh dọn hết đi. Dọn hết đi đâu? Xếp xếp lên đem đi luôn. Make up his mind. Đem lên nhà hả? No. Đem để vô thùng cắt. Có cái gì cho lại mấy người đây, mình đã lên bờ, mình bỏ lại đây, ai muốn ở ở. Cho ông Xuân đồ, ông qua ông ở. Có mấy cái thang này để một hai tuần nó hư hết chân. Cuốn luôn cái thang này, ok, cứ cuốn đi rồi hằng đem về hằng cất giùm cho. Chứ khỏi cần đem lại chỗ mình ở, ai đâu cho sách lại đâu. Phải không? Hằng đem về hằng cất giùm cho. Nhưng mà không có cất làm gì nữa, mình đã lên bờ, nghỉ cất. Ok, ăn đi. Ờ, anh ăn cho vui đi. Ăn đi rồi bóc lên đó. Ăn bánh thiệm cho vui nha. Từ nãy em ăn với chị Hằng đó, sao em non, thôi em ăn nữa. À, nãy Hằng với Thủy mới ăn á. Mới đi gặp một người nữa, rồi cái xong xong chuyện rồi mới đi nè. Anh lấy xì dầu, anh đổ này vô nó vậy ăn. Xì dầu. Anh không ăn xì dầu. Anh ăn lạt lẽo thôi. Anh ăn lạt lẽo thôi. Ngon nha. Ăn thêm ở đây. Hết rồi kìa. Cố lên anh Thiện ơi. Cố lên mới có tương lai. Đúng rồi. Em cũng cố lên để em có tương lai nè. Ừ, Thủy cũng phải cố lên á. Giờ Thủy biết đi động viên nha. Ồ, oh, cái gì đây? Chết rồi, nãy quên lấy cái cục chặt pin nice, anh Thiện. Huh? You like it? Có cục chặt pin. Có rồi hả? Chè cặm vô nó work. Được rồi đúng không? Nó bị cháy. Ồ. Oh. Nhưng mà nó bị cháy một cái cọc điện thôi. Ừ. Work không? Ngoài xe hẳn có đem thẳng sẵn cho anh Thiện kìa. Chút nữa ra ngoài lấy đi. Cục mới tinh luôn. Mới mua luôn. Của nhà hàng có hàng đem. Cục này kêu xài lâu lắm. Vậy là khi nào cục đó không có thì kêu hàng hàng lấy cho nha. Để dành nó cho anh. It's a nice phone. Like it. I like cover. Yeah. Cái cover này là bữa đó free mà. Đúng không? Cái cover là bữa đó free mà nó cho mà. Sao anh Thiện cái bữa không lấy cái phone iPhone, anh lấy cái phone này vậy? iPhone cho đàn bà xài. Trời ơi, của cho người ta chỉ lựa cái trăm mấy thôi, kêu sao không lấy iPhone tới bạc ngàn luôn á. Ổng đâu dám lựa kêu đó. iPhone của nó cũng giống như jewelry. Quá mắc. Đó, thấy không? Cho đàn bà xài thôi. Cái này cũng iPhone hả? iPhone. Đàn ông đâu cần xài mắt đúng không? Cho nên của cho người ta lựa cái rẻ nhất chứ ai dám lựa cái mắc nhất. Ai mà Thủy cho... này chắc chơi hỏi cắt cớ quá. Chị ơi, ai cho em lựa cái mắc nhất? Sao anh Thiện cho lựa cái rẻ nhất vậy? Hả? Của cho ông lựa cái rẻ nhất. Thủy kêu sao ông lựa cái mắc nhất? Rồi ai cho em là em lựa cái mắc nhất? Chịu sao nổi. Chịu sao nổi phải không? Kỳ phải không? Đứng người ta cho thì đáng chịu. Ông nói kỳ kìa, ông ừ kìa đúng á. Anh Thiện thật thà quá đi. Ừ. Thương anh Thiện cái chỗ đó thật thà thấy không ham. Không ham, không cần. Không cần, không cần. Vậy người ta giờ mới thương anh Thiện chứ. Nếu đúng mà anh Thiện mà cái tánh gì mình sao thương được. Đúng rồi. Thôi anh Thiện hả? Đúng rồi. Giống như người ta phải có cái bản lĩnh của người ta đó, phải không? Cái này là phải có cái bản lĩnh của người ta chứ không phải nghe nói có người ta giúp cho mình là cứ lựa lấy cho đã đi, không phải vậy. Không phải vậy, đúng không? Em muốn đúng giống rồi. Anh Thiện cũng được. Gặp ai mà cho em mua, cho em mua phone này mua cái mắc nhất. Cái này là giả bộ thôi đó, giả bộ hàng thử nói kiểu đó rồi đó. Dạ. Còn chị? Em đang giả bộ á. Thiệt mà, ai mà cho em rồi em mua cái phone mắc nhất mà. Ha, anh Thiện ha. Ok, đừng học theo em không được đâu ạ. Đàn bà gái có quyền. Kìa, anh ta nói đàn bà gái có quyền kìa, thấy không? Nhưng mà đàn ông không được. Ồ, biết lắm rồi nha. Ừ. Từ bữa giờ bộ đồ này là chưa tắm gì hết phải không? Anh? Chưa thay gì luôn phải không? Dạ. Lâu lâu anh lần cũng không anh hoài. Còn đồ chồng để thay không? Chuồng em đem đi hết rồi. Ủa đem đi hết rồi hả? Chuồng nó mặc đem đi rồi. Bây giờ không còn quần áo để thay hả? Không.
Trời đất ơi. Không sao. Vẫn đem đi đâu? Ở trong trong lều không còn đồ gì hết hả? Lấy giặt đồ, có mấy bọc đồ dơ mà sao? Vậy hả? Để đi giặt. Để đi giặt rồi thay đi, ha. Thay đi rồi cái này á giặt ở đâu, thường thường đem đi giặt máy á, giặt đâu? Đây mấy cái áo này mới nè. Giặt kia đẹp. Đem xuống suối giặt hả? Giặt máy. Có người cho giặt hả? Giặt máy 9 đồng. Ồ, 9 đồng đem lên tiệm giặt. Ừ. Có cái máy mặt sắt á. Ừ. Vô. Ừ. Đi qua chợ chỗ nào giặt vậy? Center hả? Em đi. Đi đâu chị? Thấy hiền. Thấy thương hai chị hả? Chị hả? Nhưng mà giặt cái máy bự á, nó không có sạch. Giặt máy nhỏ nhỏ. Tại vì đồ nhiều giống cái bự. Anh Thiện mà giống là đi lên bờ á chị anh. Rồi anh Thiện giống là bình thường á, anh Thiện có bằng gái gái đẹp luôn á. Dạ, tự tánh anh Thiện tốt mà. Thiệt chứ. Thì hằng nói nếu anh Thiện mà lên bờ ngon lành đi làm thiện. Làm lại cuộc đời gái đẹp có nhiều lắm luôn, nhiều gái đẹp theo luôn. Cái đâu phải không con? Dạ. Thiệt mà cái điều đó là thiệt. Hả? Kìa, người ta thấy chưa? Tao biết dễ sợ thấy chưa? Từ từ. Nói nghe nè, đó Thủy nói đó, giờ em cũng bệnh, anh cũng bệnh, cho nên anh phải đi trị hết cái bệnh của anh, nhớ chưa? Có rồi. Thấy chưa Thủy? Nhưng mà nè, Thủy cũng phải trị hết cái bệnh của Thủy. Ok. Thủy, nghe nói không? Thủy cũng phải trị hết cái bệnh của Thủy. Rồi anh Thiện cũng phải hết cái bệnh của anh Thiện mới tới được, còn thôi là không có tới được. Hiểu không? Thôi mấy chị của Thủy không có cho tới đâu. Phải hai người chị hết bệnh hết. Anh Thiện phải đặc biệt hết bệnh, thích khe được Thủy. Sao mà anh Thiện thích khe được Thủy anh, đó? Anh có đủ bản lĩnh cứ, đó. Mai hụt xoàn sao anh lo cho em được? Ông biết nói gì còn khôn mà. Có luôn ở đây có. Nào anh hết mọi mà hụt xoàn nữa là anh ok rồi. Ở đây có nè, sao mất lòng ở bên đây phải không? Yeah. Coi như là ở đây có nè, thấy chưa? Sao anh? Chị. Coi như ông sợ mất lòng người kế bên, nói ổng mà lên bờ ngon lành á là có thiếu gì gái đẹp, ông nói kế bên đây có rồi kìa. Thấy chưa, biết nịnh thấy bà luôn. Biết nịnh thấy bà luôn chứ đâu phải không biết. Đúng không? Dạ. Cái này là biết nịnh quá trời luôn á. Chứ không sao đâu, anh không nghĩ sao anh nói vậy, em không có buồn. Đúng rồi, không có buồn. Nói sao phiêu là mình vui được rồi, đâu có sao đâu. Hai người đều độc thân, đó là nói thôi mà mình đâu phải nói là mình làm đâu. Nhưng mà khi mình hết bệnh, mình tốt hết thì hai người đến với nhau thì chuyện bình thường, còn hiện tại bây giờ là không có được. Hiện tại bây giờ là tại vì hai người bệnh đó, Thủy với chị không có cho kìa. Thành cái thằng cũng không dám, biết không, thằng không có dám nói là sao. Cho nên bây giờ hai người chị hết bệnh trước đi. Chứ má thằng phải chị hết bệnh thì có một bên để thích khe được Thủy ha. Thì gia đình của Thủy sẽ anh Danh rồi. Anh Danh hả? Anh Danh mới đây đi làm chưa về? Anh Thắng về với anh Thắng chạy theo nè. Còn anh Danh chưa về. Còn anh Mía rồi. Anh Mía ở nhà. Anh Danh anh Mía đâu chưa thấy, nhớ mấy anh đó. Cùng trong nhóm đi chơi giờ nhớ. Thì tuần sau có đi thì anh đi nữa. Rồi anh Thắng cũng có đi xe riêng hả? Đi chung xe không? Xe riêng. Tại anh đi làm về anh ghé ngang. Chị Hằng. Ủa sao Hằng nghe thấy quá. Hằng ở đây gặp hả? Ừ. Tại vì Hằng với Thủy đi mua đồ ăn rồi hẹn với anh Thắng gặp ở đây. Anh nghĩ này đi. Anh dục cái đó đi. Hồi nãy sáng hồi nãy em ăn với chị Hằng rồi. Nếu mà anh muốn em ăn một miếng coi nha. Ừ. Em cho anh Thiện vui á. Em với em no rồi. Ăn đi. Dạ. Hồi nãy em với chị Hằng uống cà phê với là em ăn cái bộ bánh mì no quá trời. Sáng giờ chị Hằng đi làm việc chở Thủy theo. Em ở đây còn đến thứ bảy em mới về. Mai mốt chị Hằng đi anh Linh hay cái gì em với anh chị Hằng anh Linh thì dinner anh đi tụi em. Đi theo, chở được, theo. Em muốn chịu đi cho tụi em không? Ok ha. Đi ăn dinner ở đâu? Thì nói vậy á, mai mốt nếu mà đi ăn á. Trước khi em về á. Em về Sacramento á. Anh đi tụi em ha. Thì trước khi về dưới dẫn ông đi xe chở ông đi chơi luôn mà, xong rồi chở ông về vậy đó. Okay. Nhưng mà đây tới mấy anh em đi chơi thì cứ chở nhau đi chơi vậy thôi, cùng nhóm đi chơi á. Ừ. Vậy hy vọng để Hằng sẽ kiếm phòng lẹ lẹ cho ổng nè. Anh biết đi à. Để cho ổng lên bờ nè, ổng hứa rồi ổng phải làm á. Quan trọng là anh phải trị hết cái bệnh anh được á. Nè. Ha. Nói đi. Thấy không?
Em thấy tốt lắm á, em thấy thương các anh em trong gia đình của thằng Kali lắm á. Đặc biệt là anh Thiện tình cảm với Thủy. Dạ đấy anh Thiện, anh Thiện hiền, dễ thương. Rồi ngay từ đầu là Thủy muốn giúp anh Thiện thật sự. Nhưng mà tại vì sau này đó là Thủy còn bệnh, gia đình của Thủy không có cho nó. Thủy khi nào hết bệnh mạnh mẽ cái đầu óc đi. Cái gì vậy, đi lượm giấy đó rồi chuỗi gì vậy? Không có lượm giấy, tên lau tay chị. Rồi tay giấy ra giấy gác ở dưới đất người ta lau dục rồi sao lượm lau lại. Cái gì vậy? À tôi như sửa rửa tay dơ quá. Ừ thà là rửa. Có phần giấy. Ừ có phần giấy hả, vậy lấy ra đi. Không có phần giấy cho em nhớ anh Thiện. Anh Thiện nè bây giờ nói đi, cô này cổ con bệnh đó, cổ con bệnh nhiều lắm đó. Cổ đi lượm giấy bậy bạ, cổ cũng không biết cái giấy đó nó dơ hay nó sạch đó. Hôm qua mà anh Thắng thấy mà dẫn hai người đi chợ mà cười ghét không bể bụng, dẫn Alex với bả đi chợ. Cái thằng bị cá đâm tay gì, máu chảy me lai láng, bả đi lượm giấy rồi giật trình đất dơ, người ta dục dưới đất, đặng ra chậm cho thằng con nội kia thì nó đưa đây ông nội kia nút, thế là nó chảy máu. Bà này thì nói chị thằng gần như cho nó có bình thường thôi. Alex nó hút thuốc, bẻ miếng thuốc lá, bỏ vô. Không, tại hôm qua đang đi ở ngoài chợ mà. Đâu có cái gì đâu, thành ra hả bà này đi chạy đi lượm giấy ở dưới đất á, diệt trình đó. Còn ông kia thì là hút ông bỏ trong bao sạch sẽ chứ hả. Ờ ông cũng có giấy để ông chùi kìa. Tiếc là tội nghiệp hai người, người nào cũng có bệnh. Không có được, không có được mà giúp ở chung nhà. Nhưng mà anh Thiện bệnh hơn em á. Anh Thiện bệnh hơn, anh Thiện mới cai hết cái đó rồi anh Thiện mới khỏe hơn. Thiệt. Khi mà anh Thiện cai được cái đó thì anh Thiện mấy cái đầu óc mạnh mẽ mới giúp lại được Thủy, biết không? Còn hai người bệnh này là xong luôn rồi, không ai giúp được ai hết trơn á. Em, anh cũng bệnh, em cũng bệnh. Bệnh gặp nhau. Bệnh gặp nhau thiệt là tội nghiệp á. Mà hai người bệnh coi nè. Mà giờ cái ông bệnh này, ông lại thích cái người bệnh nữa mới chết. Còn miếng bánh mì nữa anh Thiền, ăn miếng lên cho nồi, hết luôn đi. Nồi nồi ok. Nồi ăn hết mấy miếng thịt đi. À đậy lại tối không? Chừa lại để tối anh ăn. Ok đậy lên đi, tối trong đó cho anh ăn. Bánh mì cột lại luôn thì bỏ vào bọc cột lại hết đi. Em thì không biết nước ra nè thiệt. Nồi đó. Chút xíu mình đi kiếm anh kia nữa hả? Anh Phúc mình đi vòng qua bển không về chưa? Gặp em làm biết nhớ em luôn, tên Thủy nó tên ai á, Thủy. Gặp có lần bữa kia Thủy ra bịt mặt. Mà nãy gặp ngoài đường hỏi nhớ ai đi không? Ông nói nhớ chứ sao không? Ai? Nó Thủy. Trời ơi, cũng hay thiệt luôn. Phúc thì không còn tỉnh bằng anh Thiện, anh Thiện tỉnh hơn Phúc. Anh Phúc là không có tỉnh được giống như anh Thiện. Tỉnh chứ. Tỉnh không? Có khi ổng khùng lắm à. Thiện tỉnh hơn á. Thiện tỉnh hơn Phúc. Cái này cái mặt sao lờ đờ buồn ngủ rồi hả? Ăn no rồi đó, buồn ngủ rồi đó, biết á. Đúng không? Ăn no rồi buồn ngủ rồi. Để đây này, tối anh Thiện đói ăn. Tối đói ăn thêm. Ở ngoài xe chị còn sữa rồi bánh rồi mì đưa vô cho ảnh. Ngồi kiếm ra lấy đi. Đồ ăn thêm thôi. Không, mình lấy gì ăn. Còn gì ăn không? Không còn, nhưng mà mình để đó đi, để đó cho sớ. Đâu hư được. Ngày mai lấy gì ăn? Không mì được. Thì hỏi trong nhà còn mì không á? Còn, ừ. Còn nhiều nữa. Ừ, tại ngoài xe cũng mì. Cũng đồ ăn lặt vặt vậy đó. Tối ngủ chung một giường rồi. Chỉ chút sao. Rồi có mấy đứa con cũng ngủ chung một giường luôn. Không, con có thằng ngủ riêng. Chung thì ấm. Bây giờ điều tra tôi ngủ với Thủy rồi đó, gan hết cho nội. Đâu có đâu. Bây giờ
Ờ đúng rồi, đâu có gì đâu gan, nhiều khi cũng thử tâm lý nhau mà nói chuyện gái vui. Gái với gái nhau mà sao gan. Đúng rồi, gái với gái nhau mà ha. Gan gì đâu. Nhà mấy phòng vậy? 4 phòng. Wow. 4 phòng vậy? Mấy đứa con? Hai đứa con. Khi nào anh Thiện mà đám cưới anh Thiện á, cái nhẫn anh Thiện phải lôi ra. Uh-huh. Đúng không? Cái nhẫn khác đeo nón bên này. Khi nào anh lấy vợ là anh phải đeo nón bên này. Ha. Yeah. Nếu mà anh lên bờ có thể cái đó chuyện nó xảy ra bình thường. À bình thường đúng anh rồi. Cai đó. Uh-huh. Ha. Uh-huh. Đúng anh Thiện. That's the promising. You know, you move this one over here. Mm-hmm. And your wedding ring will be here. Mm-hmm. Hopefully soon. Yes. Mãi khóa cũng được. Yeah. Uh-huh. Ha. Yeah, hopefully soon. Yeah, hopefully soon. Chắc mãi khóa được hơn. Khỏi mang. Cầu mong là sẽ sớm nha. Mãi lột ra, lột ra cũng như không. Anh Thiện tội nghiệp. Tại mấy cái này mà lột ra là mất rồi. Yeah. Lột ra không được hết. Còn. Đâu lột thử đây. Lột thử đi đây tôi cắt cho. Không có mất đâu. Không cách nào ra được. Lột đi đưa tôi cắt cho. Không có mất đâu. Đừng đeo vậy. Có ngày đứt ngón tay đâu. Hàng cất không có mất đâu. Hồi nãy lấy xà bông phải vừa. Tại vì lúc nông vô thì dễ nhưng mà kéo ra rất là khó, chỉ có cắt thôi. Ngày mai tôi lấy kèm thính cắt cho nha. Cái kèm anh đeo kiểu này rồi sau đứa gái nó gặp anh rồi nói anh có vợ rồi sao anh có bồ được. Đúng rồi. Thì anh có vợ rồi. Ừ. Nghĩa là có nhẫn cưới là có vợ rồi. Đâu có đâu nè. Ừ. Anh Thắng là chưa có nhẫn cưới. Cách lột không ra đi. Muốn mang không? Xin lấy ra mai. Thì lấy đi. Lấy ra thử ra được không? Có lấy ra được đâu mang. Thì muốn mang. Thì muốn mang không kìa. Mang mang. Thì cất giùm á, cất giùm ổng để ông đeo vậy có ngày đứt tay thì. Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà anh đâu lôi ra được đâu. Anh cất lại đi, cái đó kỷ niệm qua má anh mà. Giờ cái này lấy ra chắc phải lột hết miếng da bên này. Thôi lột da gì người ta cắt chứ không lột da cho chết hả? Mới lột da mình lấy là mình nông ra được không? Có thì nông ra lấy xà bông nông ra được đó. Lấy cây kẽm á để vô gõ cho nó lớn nha. Không có được. Càng gõ ra cái tay mình sưng là chết. Mình lấy xà bông đi rồi mình kéo từ từ ra. Hồi nãy thấy anh rửa xà bông đó. Anh kéo từ từ nó ra. Mình phải gắn hết bệnh nghe tôi nói rồi đó. Mỗi người phải hết cái chứng bệnh. Mai thì mai mốt chị Hằng đưa cái gì tới cắt cho. Có chị Hằng đẹp gái nữa. Cho cộng đồng mạng coi chứ. Chiều nay dưới đây gió lạnh ha. Có gió lạnh. Gió lạnh sổ mũi nè. Bởi vậy thấy anh Thiện sổ mũi kìa. Chứ đây ban đêm á có người ta đi xuống đi lui ầm ầm không? Có tiếng người rồi đi tùm lum la không? Vắng lắm hả? Sợ ma chết luôn. Thiệt chứ hả? Nếu vắng sợ ma lắm. Đi đâu có đèn pin rồi đi có đâu có gì đâu. Đi quang. Quang gì hồi trước có con mèo nó phóng vô khu đó đó. À. Khu đó toàn là mấy cái bụi cây với lại mấy cây tre thôi mà. Ừ. Phóng như đó nó đánh lộn với mấy người mèo kia. Ừ. Xong thấy thiệt chung vô cho nó. Ừ. Trông nó kích lắm. Ừ. Kích kịch đấy. Trong mấy bụi tre hả? Ờ trong đó. Trong trống chi vậy? Tại vì con mèo nó chui vô trong đó nó quấn lộn. Ờ bắt nó ra. Chung vô trong đó mình coi nó làm cái gì. Ừ. Coi nó quấn lộn sao. Ừ. Mà nó cứng đầu lắm. Nó quấn lộn hai bà con nó lôi xuống dưới nước luôn. Vậy đó, wow, nó cắn lộn với nhau, lôi xuống nước nó nhận nước. Ừ, không có nhận nước nhưng mà nó lôi xuống dưới nước luôn. Nó quánh với nhau đó ha. Ừ. Trời ơi, nó mèo cũng dữ, mèo rừng á, mèo quang á. Biết tại sao chị nó nghiêm. Cũng giống như người hả, khi quánh lộn rồi cái cũng cấu xé. Thì mèo cũng vậy thôi. Thank you.
ok rồi. Nắng nóng được không? Nắng nóng được không? Ở đây anh cần em đâu cần. Ừ, đúng rồi, lạnh nó mang đi đâu. Ừ, trời ơi, cái tóc anh Thiện nó phải hớt đi anh Thiện ơi. Anh ở đây em lạnh em đâu, ở trong nhà em đâu lạnh đâu. Ủa cái tóc sao tự nhiên lấy dao cạo gì kỳ vậy? Đâu quay qua coi. Đang cắt. Ô trời ơi, nó tầm lem lúc lúc kỳ quá. Cắt bằng kéo quá không? Vậy ngày mai lấy cây cạo tóc chưa đi? Ừ. Ha, cạo cho ổng đi hả Thị? Dạ. Thị cắt được đúng không? Em cắt nữa. Ok, vậy ngày mai lấy cắt cho ổng đi, chị có đồ nghề kìa. Chị ổng cắt sò bông gội đầu luôn. Ổng cắt lắm lem lúc ở đây đâu có nước. Rồi xuống suối lấy nước suối gọi. Mai đi. À, hả? Múc nước suối trong trong. Mai sáng đó chị. À, đừng hứa buổi sáng, buổi trưa trưa vậy đây mình vô. Dạ gần đây. Ổng ở đây mà gần, ở tuốt dưới chỗ đường à. Thì sáng cái gì á mình xong việc chưa chưa vậy đó thì mình đi vô. Đừng thì ổng ở đây ổng đâu đi đâu. Không, chị kìa. Chị ở xa hơi gần. À, cũng gần gần đi thôi, mà hỏi anh Thiện là không có đi đâu đúng không? Không đi đâu, cứ ở đây đi. Chắc già cũng không có muốn gì đi bộ ha. Chắc lười đi bộ thôi. Đây đi bộ đâu, đi bộ ra được đâu. Phải đi xe, cũng xa, nó gần vậy chứ cũng xa. Gặp tôi chắc tôi bị mệt luôn. Vậy đó. Có chạy lên trên nhà ông chú đó mượn chặt pin gì nữa không? Không. Từ bữa về giờ là không có đi lên nữa hả? Tại vì hôm bữa phải đi thử cái cục pin đó. Tại vì cục pin nó không biết sao tự nhiên bữa đó nó bị cháy. Xong rồi mình phải thử cái thôi. Thử cho nó make sure nó work. Thấy sao tự nhiên nó cháy đèn lên, mình mừng quá, thôi mình để đó cho nó chạc một xíu. Nhưng mà chắc chắn là sạc được đúng không? Tại vì hôm bữa nó đã chạc đầy rồi. Ừ. Nhưng mà không biết tại sao nó cần phải có điện nó mới lên đèn lại. Ừ. Mà hôm bữa nó thấy giống như nó bị cháy vậy đó. Ừ. Nhưng mà có cuộc xài được. Cuộc xài được. Ừ. Vậy mình tưởng nó ai móc cái cuộc ra rồi lấy cái tủ kít á, nạo ra, kéo ra cái vỏ bành luôn, bể ra luôn, mà bây giờ giấy lấn super dán lại, lấy super cool dán luôn. Có cái nón gì mà rồi cởi ra cái nón này ra tặng cho Thủy hả trời? Thở Thủy lạnh. Ở bên ông già gồm gồm á, ông cũng có một cái. Chú Sưng á. Có cái nón muốn gửi cho luôn, còn cái nhẫn cũng muốn cho luôn. À, gỡ cũng ra muốn gỡ, muốn trời cho ơi, luôn trời. Có gì cũng muốn cho hết trơn luôn hả không? Thế cũng hên vậy à. Có cũng có người khe anh ha. Có lại chứ. Sao không có người khe? Có không kìa thiệt. Đỡ không có ai không anh? Thấy nói là không có ai khe. Con Thiện khe cũng đỡ không có ai khe hả? Ừ. Có không? Không em ok mà. Đeo này mẹ đi hết, tôi có cáo nó không sao, nhưng anh Thiện, don't worry about me, I'm fine. You have to take care of yourself. Ở lại đây không? Nhưng sao ngủ thì ở đây. Ngủ với gì vậy? Chị Hằng. Cho ta ấm ha. Hết bệnh thì ngủ không ở lại không? Nhưng mà hả? Tối có nói chuyện gì cùng cùng không? Có nói chuyện gì khùng khùng với bà không? Ờ, à, thấy chưa, ổng còn biết là tối có nói khùng khùng cho bà nghe không, ổng hiểu luôn á. Có mớ hay là nói chuyện gì khùng khùng? Có mớ. Mớ quá trời luôn, mớ khóc nữa. Wow. Yeah. Mớ rồi khóc um sùm vậy đó, đêm nào cũng khóc hít trong giấc ngủ á. Rồi cái khi khóc xong rồi thức dậy là lôi đầu mình bất cứ lúc nào. Chị ơi, chị à, mặc dù mình đang ngủ gì đó cũng lôi đầu vậy, rồi bắt đầu ôm. Chị ơi sợ quá, cái đầu nắm tay vậy đó. Có ổng cũng hỏi có mới là làm không. Yeah, có luôn. That's why nói là Thủy bệnh cho nên anh Thiện cũng bệnh đúng không? Thì anh Thiện phải gắng strong lên, anh Thiện phải hết bệnh để giúp Thủy ha. Nói thì phải làm cho nội, ông nội gật đầu không mà không làm. Kéo nha. Ờ. Nói là phải làm đó, anh phải hết bệnh anh mới giúp được Thủy chứ. Quay đó, thì khi nào mà anh mà chị lừa cái đó ra cho anh kéo. Đó, anh hứa mà, anh hứa. Cái gì mới được chứ. Thì hết bệnh anh mới giúp Thủy về tinh thần để cho Thủy hết bệnh đó. Chỉ tinh thần thôi hả? Thì lúc đó cái gì tới thì nó tới, anh hết bệnh trước đi. Bây giờ anh nghĩ thì anh mà hết bệnh trước cái gì tới nó tới à. Bây giờ không có hứa được. Ai mà tôi bị bệnh gì? Bệnh gì hả? Thì ông hỏi bệnh gì vậy? Bây giờ dưới đây là hút đó, bệnh đó đó. Cái đó là cái bệnh đó ông nội.
thấy chưa, mình nói bệnh ông không chịu, ông phải hỏi bệnh gì hút là mới chịu đó. Thì giờ sao anh bỏ được cái hút đi? That's why Hằng mới nói anh á, ở đây á, chưa lên bờ thì anh bỏ được ngày nào anh phải bỏ đó. Bây giờ cho mặc dù hút cần đi, nhưng anh hút cần nhiều quá cũng không có tốt. Hút ít thôi, hút để mình ăn mình ngủ được thôi. Còn khuyết cầu đặc biệt là không có hút nó nữa. Tại hút khuyết cầu nó sẽ khùng, anh hiểu không Thiết? Quay qua đây. À. À, chuyện mà bà quay khác, bà đang mơ về cái thế giới của bà nữa rồi. Nó phải bệnh nặng như vậy luôn đó. Thì em thấy không? Nó suy nghĩ thôi. Ừ. Em nói sao, em vui mà, em đẹp mà, em cười mà. Em vui mà. Mở ra cười coi. Cười. Nói chuyện anh Thiện đi. Ừ. Lo cho anh Thiện trước đi. Đó, anh hỏi anh bệnh gì, giờ nói, Hằng nói rồi, cái bệnh đó đó, là phải nghe lời Hằng bỏ cái bệnh đó đó. Cai được cái bệnh đó đi. Rồi cái gì tới nó tới à? Ừ, cái này để, cái này để làm gì nữa anh Thiện? Dặn ốc này đấy. Ừ, dặn cái ốc gì? Ờ. Cái gì vậy? Ờ, mấy cái con vít rồi đó, mấy ông cá kèm rồi đó. Đó, giờ có cái phone ngon lành nè. Có phone ngon lành để nghe nhạc luôn hả? Có nghe nhạc không? Muốn nghe nhạc cũng có nhạc. Hả? Có biết coi YouTube Hằng Kali không? Chắc không có coi. Ừ, chưa có coi cái đó đó. Vô coi đi, vô coi anh Thiện với Thủy trong đó đó. Với là cả gia đình Hằng Kali bữa đi xuống dưới nhà chơi đó. Có nhiều cái. À. YouTube. À, search vô YouTube Hằng Kali. Ai cũng khen Thiện quá trời với Thủy. Chị ơi, chứ mình phải đưa đồ ăn cho anh Kim hả chị? Ờ. À. Muốn đi. Tối rồi mình phải đi qua Chúc bên anh. Qua anh Phúc hả? Còn sớm. Phúc á, sao? Chút nữa để chạy chạy hơn, có ổng có quay về không chứ giờ nhiều khi mình sớm quá. Rồi sớm ra cái anh chưa về cái này. Có không nhỉ? Cái này không? Đúng rồi đó, bấm vô. Bấm vô coi đi. Anh coi làm gì nữa, anh coi ở đây rồi còn coi gì nữa. Không, để cho tối không coi á. Tối không muốn coi cho không coi cho đỡ buồn á. Bấm vô cái là coi à, phim á. You can watch tonight. Maybe have some time, you know. Cô này là ai vậy? Nào. Nào. Có Hằng. Có Hằng không? Đúng rồi. Ừ, Hằng đúng rồi. Ừ. Ờ, đó mấy cái phim cũ nó nổi lên, nó lâu rồi, mấy năm trước rồi. Mấy này lâu lắm mà chị. À, đó mấy phim cũ đó chị. Em coi đi, em coi rồi, em đâu cần coi, em ngày nào em cũng thấy. Ờ, à, đúng rồi. Uh-huh. Mấy ngày này em gặp chị Hằng everyday, 24 hours. Thì nói mỗi lần coi trong phim không à, bây giờ được ở chung với chị Hằng luôn. Cũng đẹp quá ha. Cũng rõ. Cũng đẹp. À. Ai vậy anh Thiệt? Mở lên đi, bấm vô coi. Là thấy rõ anh Thiện trong đó mà. Thế sao chị đi watch it now? Yeah, it's me. Yeah, thôi tối coi đi. Who's that? Yeah. That's you. Oh, okay. Who's that? That's me. And who's this? Ai vậy? That's me, you and Hank. Yeah. Me, you and Hank. You don't watch this show? No, I haven't watched it. Yeah, you've seen her all the time. That's why you need to watch it. It's just watch yourself, you know? Who's that? Is that Cindy? Yeah. Look like Cindy. Or is it you? Oh yeah, đúng rồi. Thủy á, cũng Thủy nữa đó, Cindy á, đúng rồi đó. Uh-huh. Who's Cindy? Cũng vô gia cư á. Cũng homeless á. Is she still down here or she's sober? She lâu lâu xuống đây thôi. She comes down here once in a while. Uh-huh. Lâu lâu xuống. So you charged your phone this morning up there? I charged it through the charger. Oh, the one that Yeah, the portable charger. Oh, okay. It's pretty last pretty long time. Yes. It's good. So you have the wire already, right?
Oh, I seen her before. Yeah. Yeah, I saw the show already. I think it's very interesting. You watch this one? No, I haven't seen this. Huh? First time. You know her too? Because she was down here with you guys, right? Yeah, I think she stay over there. Yeah. She still over there? Yeah, I think she stay over there with the CB. Yeah. Sometimes she may ở bên đó. Không có ở ngoài. Yeah, she lives out there, and then sometimes she comes out here for a couple of days, and then she leaves. Really? So you know pretty much everybody here. Yeah, around this area. Hopefully, one by one, gonna get out of the river. Hopefully, you'll be the one. You'll be role model for everybody. If you can do it, everyone here can do it. Hand. Yeah, hopefully when I'm up there. And you come down here and you help them to pull up. Hai người nói tiếng Việt cho bà con coi. Hai người nói tiếng Anh với nhau không nè, mấy cô không có hiểu. That's good. Thế? Anh Thiện nói với em là thí dụ mấy anh Thiện lên bờ trước á, nếu anh Thiện làm được, anh Thiện sẽ kéo mấy người lên giúp mấy người. Thì đúng rồi. Thì đó xoa chị Hằng mới nói hai người nói tiếng Việt á, trên đây bà con cô bác người nói Việt Nam nhiều lắm coi. Hai người nói tiếng Anh nhau người ta không hiểu mình nói gì. Dạ. Tại vì mình lên bờ rồi đâu có ai đi lấy đồ cho tụi nó nữa. Đúng rồi, anh Thiện phải kéo nha. Ông còn biết hiểu biết á, ông nói cái đó good á. Nhưng mà như vậy là anh chị Hằng kiếm được cái phòng cho anh là anh lên. Đi lấy đồ gì, đi lấy đồ gì tụi nó là đồ. Người ta chết mình không được. They try to get me dead too. Huh? They try to kill me too. They try to kill me with the drugs. It's not too late now, you can do it. Yeah, but you know. Bây giờ là anh phải. Through the whole test, it's okay. Anh phải bỏ, anh đi lên bờ nhưng anh cũng phải bỏ chơi. Ông già sống nổi rồi kìa, ông lẽ mấy tụi tôi sống nổi rồi. Ai? Ông già nè. Sung. Ông cũng gần chết rồi đó, chờ nó sống. Ông ở đây thêm năm nữa đi, coi ông sống là chết. Rồi giờ mấy ông tuổi còn trẻ còn đẹp trai thêm vài năm nữa đi, có ai ngó? Mình lo cho ông già đó như là nhiều nhất á. Lo cho ông nhiều nhất à? Đâu lo chơi đâu. Thì lo cho ông lo gì nữa nha. Thì nhiều khi có mì hay là có bánh gì đó đem qua cho ông ăn. Vậy đó hả? Chừng nào không có ổng, mấy người kia mới có ăn. Ông già đó là có tiền. Cái đại bên kia có hai người nữa đó. Có Charlie với lại Sam nữa. Mà khi mình qua bển mình sẽ đưa ổng. Không có cho hai người kia. Nhưng mà ông già đó là ông già, ổng có tiền chính phủ đó, ổng có tiền bệnh đó. Tháng có cả ngàn. Ổng nhiều tiền đúng không? Ổng có tháng có cả ngàn á. Lúc trước thằng tìm lại được cái tiền đó cho ổng đó. Chứ không bị người ta lấy hết rồi. Nhiều tiền đúng không? Nhiều gì đâu. Không biết giờ đưa cho người khác giữ hả? Giờ ông xuống đây ông ở, không biết người ta có cho tiền ổng mua đồ ăn cho ổng không? Đâu biết đâu. Nãy giờ anh Thiện nói gì mình phải nhớ nha, lần tới anh Thiện. Nhưng mà ổng có tiền bệnh một tháng nhiều được 900 mấy, 700, 900 rồi. 950 rồi. Dư rồi. Nhưng mà ổng không có giữ, ông kia giữ của ổng, ông ở trên bờ á. Ông Tú hả? Biết ông Tú luôn hả? Biết. Rồi thấy ông Tú xuống đây hoài đúng không? Dạo này hết thấy rồi. Hết thấy rồi, không biết có đưa gì cho ổng không á. Nha. Không biết có mua đồ ăn, quần áo gì cho ổng không? Chứ ổng có dẫn mình đi ăn hai lần, ba lần. Ông Xuân hả? Dẫn đi ra ngoài Fantastic phở nè. Tại có tiền á. Dẫn đi ăn được hai ba lần. Dạo này hết rồi. Tất dần cúp cái tiền SSI á. Tiền SSI thì ông kia giữ mà. Đó là mỗi lần cũng vậy đó. Đưa cho người ta giữ thẻ xong người ta lấy mất luôn rồi đi homeless luôn mà không có mất luôn vậy khoảng mấy tháng trời, 6 tháng trời đó. Người ta ăn hết á, người ta ăn tiền đó luôn. Xong rồi sau này thằng mới hỏi ra, thằng mới điện lên nhà băng, điện rồi tùm lum rồi mới lấy lại được cho ổng chứ bộ. Ok, thôi tối rồi mình đi về. Đi ra ngoài chỗ ông Phúc rồi đưa cho ông Phúc cái đó đi. Ok anh Thiện nha, lại take care yourself, ok? Ok. Go sleep early. Thì nhớ nha, nhớ nói là bỏ thì bỏ từ từ, dưới đây hút cho nhiều rồi lên bờ mới mốt sao bỏ được. Phải không? Nói rồi đó. Hút cho nhiều là khùng á. Anh Thiện biết hút cái tàu khùng không? Hả? Biết không? Anh Thiện uống. Ổng cũng biết luôn thấy không? Yeah. Nhiều người biết hết á, không phải là không biết. Hút cái tàu cái khùng hết trơn à.
Rồi mình xếp chè, mình để xéo lại anh Thắng, nó sẽ không đổ. Ừ. Muốn thịt đưa cho Phúc không? Hả? Giờ Hằng đi ra nè. Thịt đưa cho Phúc kịp chứ. Không, giờ Hằng đi ra nè. Hằng đi qua đây đi nghe. Giờ anh Thiệt đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đâu rồi đâu. Ờ, vậy hả? Ok. Thôi mình đi ngang đường này luôn nè, khỏi đi vòng anh Thắng. Đi ngang đây nè. Ok anh Thiện. Ừ. Ok, bye bye anh Thiện. Ok, bye ha. Bye anh Thiện. Bye. Ở lại đừng buồn nha. Không buồn đâu. Mai mốt lên bờ là phải không có hút á. Nói gọi nghe, nếu hứa với Hằng lên bờ là lên bờ mà anh hút nhiều quá cái anh khùng anh la làng, tay đâu cho mình nở đâu. Đúng không? Ừ, ok, hứa rồi đó. Coi cái bộ mình kìa, bữa kia sạch sẽ dễ sợ, bữa nay gì trời. Ok, I'll see you in a couple days. Ok, bye. Rồi đi. See you in a couple days. Bye. So, Saturday là về phải không? Saturday là về thứ sáu chị Hằng đưa anh về. Anh muốn đi xuống đó chơi không? Rồi đi về với chị Hằng không? Đi không? Đi. Ok. Ok đi. Có gì đi thì chẳng Hằng cho hay Hằng rước ha. Có gì Hằng điện thoại. Ha. Rồi. Ok, rồi bye. 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 Yeah. Rồi, đi xuống. Rồi đây đi đừng ngó. Quyến luyến. Ngó cái quyến luyến à. Biết quyến luyến không? Đó. Hai người cứ ngó nhà quyến luyến kiểu đó sao đi. Hai người nào cũng bệnh hết trời. Bà này bệnh, ông kia cũng bệnh. Đó, giờ ngó nữa. Đi về cái em để ông kia. Nói bà này bệnh, ông kia cũng bệnh. Nói cười với tội nghiệp lắm á. Ờ, ông kia bệnh mà ông kia phải cai cái bệnh của ông. Giờ tối rồi, lội xuống gần, xuống suối. Dẫn cho bà Thủy này bà đi vậy cho bà vui đó. Bà đi xuống suối rồi vậy cho bà vui nè. Phải không? Đi lội gần, lội suối vậy cho bà vui đó. Vui rồi. Vui không? Vui. Bữa nay là bà cười nhiều lắm luôn. Bữa nay giờ dẫn cho bà đi gặp mấy người mắc cười không à. Bà nói chuyện bà cười đã luôn. À, chị Hằng biết, chị Hằng biết rồi. Chị Hằng từng lội suối mà. Không sao đâu. Chị Hằng từng lội suối mà. Rồi. Ok. Đi kêu ông Xuân nhà cho ông ly chè đi anh Thắng thôi. Kéo kéo ổng bữa chạy lại. Tại ổng về hồi nãy nha ổng lên tiếng á. Ừ, chú Xuân ơi. Được rồi, em ấy đi thành. Em cầm ly nước em đi. Ờ hả, để anh Thắng cầm tay đàn ông mà em không sao đâu. Thấy trời tối thì đi suối vui không? Vui. Vui phải không? Ừ, đó. Đi vậy vui vậy đó. Kêu ổng đi, kêu ổng mình khỏi đi đã. Chú Xuân ơi. Chạy theo anh Thắng kìa. Ủa sao nắm tay vậy? Cho ấm. Cho ấm hả? Ủa lạnh lắm hả? Ừ. Ồ. Đi với chị Kiền. Lạnh lắm rồi nè. Ồ tại uống ly nước kìa. Uống ly nước lạnh lắm đó, hút miếng nữa thôi, giục ly nước đi đừng cầm nữa. Hả? Ông Cường về kìa, cho hai ông hai ly đi, cho ông Phúc một ly. Cho ông Sơn ly, ông Cường ly. Chú Sơn. Để xuống lấy đi ăn mà chắc chắn là ăn. Ra lấy lẹ đi, ông Cường ly nữa rồi đặng cho ăn đi à. Tối rồi. Hồi nãy đi đâu vậy? Hồi nãy đi đâu vậy? Đi lượm củi. Đi lượm củi ở đâu vậy? Là cái gà. Ôi là trời. Bữa nay ốm rồi kìa. Ông Cường à. Rồi ông đi đâu về vậy? Hả? Sao đi chiếc xe nhỏ xíu vậy? Ê em Cường, hồi nãy tôi thấy ở ngoài đó chiếc xe đạp bự lắm nè, ngoài gốc cây đó, xe đạp đẹp lắm. Tôi mới mua cái gì rồi ai nó lấy đi mất rồi. Ngoài đó Cường. Ê! Bể cái trống người ta rồi. Anh Cường. Bậy giỡn ngoài. Chè. Cảm ơn à. Bà đang điên, bà lại bà quánh cái gì? Tôi đâu có nói bà điên mà bà nói là... Bà đừng làm tôi bậy thôi. Dẫn ông Cường ra cho ông lấy xe đạp. Hay là ông phóng tay chiếc xe đạp mới tinh luôn. Chiếc xe đạp nãy không biết ai bỏ rồi. Không biết ai bỏ rồi gốc cây á, chiếc xe đạp đã lắm. Bà
chửi kìa. Bye Sam. Ôi lạnh quá. Bà chửi luôn sùm. Bữa nay bà xỉn á. Rồi sao làm gì nằm ngoài trời ngủ? Rồi tính ngồi chút ở cái lên rồi lên cái giường nhưng mà ngồi chút sau ngồi luôn nằm ngủ luôn không có lên giường. Rồi ngủ quên rồi không biết gì luôn, ngủ ngoài đất ngoài lạnh vậy luôn. Rồi ngủ trên cái tấm tấm tham một đó. Ôi là trời. Biết không? Rồi lượm ở đâu được cái trống đó hả? Mua bởi bên cái ông mới đạt cái nè. Ờ. Ủa mấy tuần già, mấy tuần đồ rồi. Hãy coi vô dệt dần dần dần. Chút chút coi. Nghe bà nó bà chửi không? Nói bà cái bà nói không có, tôi nói bà này không phải nói bà. Cái bà nói cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Cười quá. Nói em khùng mà bà nghĩ bà chị nói chị khùng bà khùng hả? Bà chửi hả? Bà chửi bà nói chị nói bà khùng. Cái chị nói không có nói bà này đâu chị chỉ em. Chị nói em khùng đâu sao đâu. À thì bà đừng cho bà đừng có chửi á biết không. Không có, tôi nói bà này, tôi không có nói bà. Ai cũng khùng á. Không phải tại chị giả bộ nói qua em nên cho bà đừng chửi biết không. Chứ không phải là chị nói em khùng, mà chị giả bộ nói qua em nên cho bà đừng có chửi. Nhưng mà ai cũng khùng quá chị ơi. Mà thiệt là ai cũng khùng á. Người không ít, người khùng nhiều đó. Biết nhận xét luôn kìa, thấy chưa. Khùng quá sao đó. Mình nói khùng mà mình thiệt luôn. Ông Phúc chưa về. Bảo đảm là ông Phúc chưa về. Chút còn khùng chứ. Giờ kêu ông Phúc coi, kêu ông Phúc coi. Chị đi theo tụi em, chị cũng khùng vậy. Chị cũng khùng nè. Mà biết ăn mùng chai chiếu, mà biết ăn hủ tiếu. Cũng riêu à. Kêu ơi Phúc ơi. Chắc chưa về á. Coi về chưa? Còn biết văn liều luôn kìa. Phúc ơi. Chưa về à? Chưa về. Uổng thôi không gặp ảnh ha. Chưa về. Chị. Chưa về, Phúc chưa về thôi đi. Mình để đồ ăn đi cho anh tối anh về anh ăn được. Không, treo đó chuột ăn về, không biết chuột bỏ uổng cho ông Thắng sắp về đi. Bánh mì với vịt quay cho ông Thắng về anh Thắng ăn ngay. Về không có duyên gặp ảnh hôm nay rồi. Còn ly trà nữa nè. Đổ rồi anh Thắng ơi. Đổ lại nó ơi. Tầm lại đổ uổng lắm đi chà. Để nó ngồi hàng ăn cho. Ừ. Đổ đâu. Dạ à, cầm nghiêng qua nó đổ uổng. Này vui quá chị ơi. Này vui quá hả? Dạ. Em xuống đây hoài là em hết khùng. À, thì đó. Nè bây giờ ở đây mà đi với chị hoài gì đó chừng 2 tháng rồi hết khùng à. Khùng nhiều quá không dám khùng luôn. Đúng. Thấy người ta khùng quá mình mới sợ mình tránh. Thấy không? Thấy đi toàn là gặp khùng không thấy rõ ràng không? Đúng không? Dạ. Nói thiệt mà. Mà mấy người khùng thấy vui nè. Ờ mà khùng vui họ chửi mình cười. Mà chửi mắc cười á phải không? Tôi khùng cái sợ luôn phải không? Mà ai cũng khùng hết. Mà lo gì đó em lo. Thấy người ta khùng mình phải tỉnh lại phải không? Nhưng mà ông tổng thống cũng khùng nè. Trời có khi bị stress quá là điên đó, điên là khùng thiệt chứ. Chị cũng khùng nè, có khi chị cũng khùng dữ lắm à. Thiệt chứ. Ai cũng có lúc căng thẳng. Kêu bà Thủy coi, tại vì bà hỏi có mấy cái gì đó, cái mền không kìa bà. Thủy ơi, rồi đi ra hàng kiếm rồi, ngoài đó có mền, có gì lấy đó. Đi theo nè. Có lấy áo lạnh bận vô đi, để lạnh dữ lắm á. Bận áo lạnh vô. Đi ra chỉ con Cường lấy xe đạp. Chiếc xe đạp ai dục trong gốc cây nãy thấy. Ông Cường vô đó, ông Cường xe đạp tôi thấy đó, đi vô. Chung vô thôi, chỗ gốc cây á. Chung vô, thấy không? Hồi nãy thằng thấy rõ ràng, biết có ai lấy chưa? Đi xích vô. Thấy chưa? Thấy rồi, lấy ra đi. Của ai? Với ai đem dục đó vậy?
Lạnh gì thế thôi. Lạnh lẽ đi ra xe có quần áo không, lấy cho ba bận. Đó, góc cổ ổng tìm được chiếc xe ổng rồi. Ha, vậy là ông Cường không mất của. Cũng hên là hồi nãy chung vô đó đáy mới thấy được chiếc xe đạp. Cái bánh nó có hơi rồi mà cứ đi giống như xe xe đóng phim Hollywood như vậy đó. Hai cái bằng đạp nó đạp quay vòng vòng giống như hai cái trụ xe ta, nó rộng lắm. Cái bánh này khỏi phải bơm giá gì phải không? Không bơm giá không được. Bỏ cái ống hút nước á, bỏ vô đây hai cái nó dày dày còn đạp lên đường luôn á. Công mẹ không muốn bóp rồi, bây giờ không bao con mình. Rồi rồi đi ra lấy cái đồ lên cho thấy lạnh kìa. Thấy bảo lạnh tôi nghiệp, không muốn khá ngay. Dạ biết sao, con có quần áo thì lấy cho con. Bưng xuống rồi. Anh Thắng là bưng xuống kéo. Con mì á. Dạ đưa cho bác. Ôi giời thật. Anh em dở cái kia. Cái đó áo của Hằng. Áo của Hằng thảy lên kia cho Hằng đi. Anh coi bọc áo này nè. Cái sữa cái tỉnh hả? Đưa cho bà quấn vô đi. Ra... Đưa cho bà đi, đưa cho bà đi, đưa cho bà đi. Bà, của chị, quấn hẳn rồi. Để cho lót. Cái này để lót ngủ được. Cái ra. Dỡ. Dỡ lấy lọt cho bà mấy đôi. Rồi đưa nó dỡ này nha. Ừ, cái này không có gì. Ok, để con lên. Hết rồi, vậy là đây không có quần áo hết rồi. Ờ vớ đây hả? Không có áo đâu chứ. Ô cái thùng này vớ không à? Cái thùng này vớ không à? Không có. Để xe này bữa nay không có quần áo không đây. Có này áo sơ mi của mấy đàn ông với cà phê. Cái bà lạnh quá kìa, chị lấy cái đó quấn vô. Cái xe này bữa nay xe không có quần áo mà. Lấy miếng đó quấn vô đi. Không có lên kịp hả? Không có. Không, chở xe này, xe em không có đồ ăn. Coi cái thùng này có gì. Ở xe này không có quần áo chứ quên. Dạ. Bữa nào khác đi. Bữa khác đi. Đây gió không à. Dạ. Rồi anh Thắng xách cái gì đó. Xách cái dịch đi. Thử chè cầm cái thủy đổ thủy ơi, thủy ơi, bưng lên đàng hoàng. Ừ. Tại nếu mình cầm cái bọc này nó sẽ đổ á. Rồi, ok, rồi anh Thắng về đi. Rồi, bye bye. Ok, bye. Rồi, ok. Vậy cho nó nghỉ gì. Dạ, cảm ơn anh. Vui vẻ rồi, vô tư rồi. Ok, bye anh Thắng. Thôi, gặp anh. Ok. Rồi, bye. Ok.